Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị đi tắm suối đây. Mời các bạn hãy quan tâm theo dõi nha. Nước suối rất là thú vị lắm các bạn ạ. Giờ mọi người đang dọn dẹp đồ ăn uống, sẽ mang theo. Chuẩn bị đi thôi mọi người ơi. Bây giờ các bạn hãy theo dõi nha. Các bạn hãy qua đây đó, mới thân nhìn thì có cá này, các bạn xem. Hello. It's good over there. We didn't really catch anything. Oh yeah. All right. Ôi, đông người quá các bạn ơi, rất là thú vị. Các bạn hãy xem nha, rất là vui đó các bạn. Nhất là mấy đứa nhỏ kia đó các bạn ạ, nó rất là thích lắm. Mọi người rất là vui, nhất là mấy đứa nhỏ đó các bạn ạ. Hôm nay là cuối tuần nên rất là nhiều người.
yên tâm thôi các bạn ơi. Ất vip nó cả. Để chứ Ất đi. Và can hình này ra chắc quá. Mọi người ơi, nếu mọi người có thời gian trong cuối tuần thì mọi người hãy ghé qua đây nha. Đây là một chỗ rất là đẹp và rất là vui, rất là đông người. Các bạn ạ, nếu các bạn có thời gian thì hãy qua đây nha. Các bạn hãy nhìn núi kia rất là đẹp. Nếu các bạn sống ở Greensboro hoặc Raleigh, South Carolina hoặc Tennessee, nếu các bạn thích tắm sông thì các bạn hãy qua đây nha. Đây là núi rất là đẹp, với lại suối rất là đẹp nữa các bạn. There you go, wow. Nói chung là ở đây rất là vui lắm các bạn ơi. Nếu mà mọi người có thời gian thì mọi người hãy nhớ qua đây nha. Rất là vui luôn. Video của chúng tôi đã kết thúc đây. Mọi người hãy nhớ like và subscribe nhé. Bye mọi người.